phong trào bia pool tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung đang phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và các cơ thủ tài năng. Các giải đấu như HBSF Tour 2 không chỉ tạo ra sân chơi chuyên nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này. Và vào chiều ngày 14 tháng 7, trận chung kết giải pool 9B Tour 2 HBSF 2024 Cup Minh Table đã diễn ra với màn đối đầu căng thẳng giữa cơ thủ Dương Quốc Hoàng và Lâm Bảo Minh trận chung kết mở đầu với lợi thế nghiêng về cho Bảo Minh khi anh dẫn trước với tỷ số 1-0. Tuy nhiên Quốc Hoàng nhanh chóng sang bằng tỷ số và tiếp tục tận dụng ưu thế để vươn lên dẫn trước 5-1 nhờ những pha dọn bàn ấn tượng. Ở phía đối diện, Bảo Minh không bỏ cuộc và rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-6. Nhưng nhà vô địch giải Scottish Open 2024 đã khẳng định đẳng cấp ở những thời khắc quyết định để giành chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục 11-3. vừa trở về từ những cái giải đấu thì mình có tham dự cái giải đấu của liên đoàn HBSS thì thực ra là lần trước mình đã bị lỡ hẹn một lần rồi và lần này mình cũng rất là muốn tham dự. Qua hai ngày thi đấu thì mình thấy giải đấu rất là chỉnh chu, chuyên nghiệp và cảm giác không gian cho người chơi rất là thoải mái và cảm thấy là nó như một cái mô hình nhỏ của thế giới. Với thắng lợi này, cơ thủ Hoàng Sao nhận danh hiệu vô địch cùng cúp, huy chương và 50 triệu đồng tiền thưởng. Lâm Bảo Minh về nhì nhận huy chương và 20 triệu đồng. Các vị trí hạng ba thuộc về Hoàng Thái Duy và Trần Minh Khải, mỗi người nhận 10 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ thủ trong top 8 cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng. Theo chia sẻ của ban tổ chức, tour 3 sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những trận đấu hấp dẫn và kịch tính cho khán giả.